sáng mùng 10 tháng 11, buổi gặp mặt báo chí về chương trình nghệ thuật Linh Thiêng Đình Chèm, Dòng chảy tinh hoa đã diễn ra tại di tích quốc gia đặc biệt có tuổi đời hàng ngàn năm Đình Chèm, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện lễ hội thiết kế sáng tạo thành phố Hà Nội năm 2023 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm do Ủy ban Nhân dân quận Bắc Từ Liêm phối hợp với báo Tuổi Trẻ Thủ đô tổ chức. Ngày hôm nay thì chúng tôi tạm cho rằng là công tác chuẩn bị của chúng tôi đã đang đi vào những phần cuối cùng của giai đoạn về công tác chuẩn bị cho chương trình. Chương trình sẽ đưa khán giả, bạn bè trong nước và quốc tế tìm đến với những điều cốt lõi trong hồn cốt dân tộc Việt. Những căn cốt đẹp đẽ trong văn hóa ứng xử, trong lối sống và cốt cách con người, hun đúc nên bản sắc cộng đồng, tất cả sẽ phô diễn khéo léo trong các tiết mục vừa giàu màu sắc truyền thống, vừa có sự tiếp biến uyển chuyển và tinh tế với các giá trị văn hóa của các ca khúc đương đại. Và nằm trong cái chuỗi sự kiện tuyên truyền về công nghiệp văn hóa của thủ đô và cái lễ hội thành phố sáng tạo hai bên bờ sông Hồng, đối với Tuổi Trẻ Thủ đô phối hợp với quận Bắc Từ Liêm và các đơn vị tổ chức một cái chương trình nghệ thuật về chúng tôi mong muốn là truyền tải cái thông điệp đến với người dân trong nội dung kịch bản của chúng tôi đó gồm các cái ba cái chương rất là rõ khác nhau. Và cái quan trọng nhất, đây Đình Chèm là một di tích quốc gia đặc biệt được bảo tồn. Và đây là một ngôi đình mà còn được giữ nguyên vẹn, chỉ trùng tu những cái phần mà là bên ngoài thôi, thế còn lại giữ nguyên vẹn. Và cái quan trọng nhất để làm sao tuyên truyền đến người dân, tuyên truyền đến giới trẻ để làm sao tiếp tục biết đến cái di tích quốc gia đặc biệt này. Chương trình sử dụng âm nhạc là sợi dây xuyên suốt, thông qua hình thức, ngôn ngữ nghệ thuật có ý nghĩa tuyên truyền nhằm góp phần gìn giữ, phát huy và lan tỏa mạnh mẽ giá trị của tinh hoa di sản trong đời sống đương đại. Sự kiện này là nằm trong cái chuỗi sự kiện lễ hội thiết kế sáng tạo của Hà Nội năm 2023 thì phải có sự sáng tạo trong đó. Và cái sân khấu thực cảnh chính là sự sáng tạo. Và để mà kết nối giữa cái câu chuyện này, câu chuyện về chương trình về Đình Chèm, về Hà Nội thì trong kịch bản thì chúng tôi đã có một cái kịch bản xuyên suốt, không đơn thuần là tiết mục nghệ thuật mà trong đó có thêm những tiết mục giao lưu của các tỉnh bạn. Chương trình nghệ thuật Linh Thiêng Đình Chèm, Dòng chảy tinh hoa được chia làm 3 chương: Mạch nguồn văn hiến, Kiệt tác ngàn năm, Lắng hồn dân tộc và Bừng sáng tinh hoa. Trong đó, hoạt cảnh Linh Thiêng Đình Chèm qua phần thể hiện lời bình của nghệ sĩ ưu tú Lê Chức sẽ mang đến tầm vóc, ý nghĩa của ngôi đình cổ kính hàng ngàn năm tuổi. Tên gọi của chương trình được lựa chọn một cách rất là kỹ lưỡng. Chúng tôi đưa ra nhiều phương án khác nhau và cuối cùng thì thống nhất với tên gọi như hiện nay mà chúng ta đang có. Tên gọi chính là tuyên ngôn của chương trình và nó quyết định nội dung của chương trình sẽ là gì. Thì nếu như tất cả chúng ta đều quan tâm đến nội dung của chương trình thì chúng ta sẽ thấy một kết cấu rất là chặt chẽ. Trước hết nó đáp ứng một yêu cầu của cuộc vận động của Hà Nội, đó là những vấn đề thiết kế mới trong giai đoạn này. Vì thế hôm nay có những ý kiến hỏi rằng thế hai sân khấu là thế nào, hát ở trên thuyền là thế nào, thì đó chính là cái đáp ứng cho những gì đó mới nằm trong cuộc vận động. Những thiết kế có cái gì đó nó không như bình thường. Và chúng tôi tin rằng là thế này, khi chương trình trực tiếp được thực hiện đó thì tất cả chúng ta sẽ nhận ra được những yếu tố mới trên nền tảng của những gì đó là truyền thống của một lễ hội. Đặc biệt chương trình sẽ có hai sân khấu, trong đó lần đầu tiên trên sông Hồng sẽ có một sân khấu thực cảnh do tổng đạo diễn Mai Thanh Tùng lên ý tưởng và dàn dựng, hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả một trải nghiệm vô cùng lý thú. Chương trình nghệ thuật Linh Thiêng Đình Chèm, Dòng chảy tinh hoa diễn ra vào 20:10 ngày 18 tháng 11 tại di tích quốc gia đặc biệt Đình Chèm, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Hoạt động nhằm quảng bá giới thiệu về việc Hà Nội tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, góp phần xây dựng lễ hội thiết kế sáng tạo thành phố Hà Nội trở thành sự kiện thường niên mang tầm quốc tế và khu vực, tạo sự kiện điểm nhấn trong năm thu hút đông đảo nhà thiết kế, doanh nghiệp và khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham dự.